Review kẹo nhỏ nhất thế giới. Các bạn đã bao giờ thấy những cái viên kẹo nhỏ như thế này chưa? Rất là nhỏ luôn nha. Thực sự thì mình cũng không biết đây là kẹo gì nữa. Chỉ là hôm nay vô tình đi làm và bắt gặp nó ở nhà khách hàng. Và nhanh tay thó một ít về đây để quay video review cho các bạn xem. Và mỗi màu nó sẽ là một vị nha. Ví dụ như màu cam này là hương chanh nè. Còn màu xanh này là hương cam nè. Còn màu này thì là hương bạc hà nè. Màu tím này là hương gì đây? Hương dâu nè. Màu đỏ này là hương cola nè. Đầu tiên mình sẽ đi thử vị cola trước. Đây các bạn thấy không? Ê trời, rớt xuống đất rồi. Nó có hình tròn tròn và dẹp dẹp. Nó khá là giống với một viên thuốc nha. Mùi cực kỳ thơm luôn. Mùi này thì đúng là mùi của cola rồi các bạn ạ. Để mình thử nha. Nó nhỏ nhỏ nhưng có vỏ các bạn ơi. Mùi cola rất là nồng luôn. Cảm giác giống như là đây mình đang uống cola thì đó các bạn. Ngoài vị cola ra thì nó còn rất là mát nha, giống như kiểu kẹo bạc hà vị cola rồi đó. Khi mà các bạn nhai luôn á, cảm giác bùng lên rất là phê nha. Vị này là vị cam nè. Rồi. Mời các bạn nhé. Không, cái vị này giống vị chanh hơn. Có thể là mình đã nhầm lẫn. Màu xanh là vị chanh, còn màu cam mới là vị cam. Đây giống như là một loại kẹo bạc hà, có nhiều vị vậy đó. Vị nào thì nó cũng sẽ the mát cả. Vị cuối cùng là vị bạc hà nha các bạn. Kẹo bạc hà, vị bạc hà. Nghe hay đấy. Cùng này đặc biệt là các bạn, y chang vị kem đánh răng luôn. Ăn xong thì cảm giác giống như các bạn vừa mới đánh răng xong vậy đó. Cục này mình không thích lắm đâu. Bạn nào biết thông tin về kẹo này không thì bình luận phía bên dưới cho mình biết với nha. Ví dụ bây giờ mình muốn mua thì mua ở đâu? Giờ không biết kẹo này ở đâu bán cả.